Hi, xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang có mặt tại một cái nhánh đường hầm chui của đường Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh. Và ngày hôm nay thật sự là rất là vui và háo hức bởi vì Phước Sửu đang tham dự một cái lễ gọi là thông xe của nút hầm chui và Nguyễn Văn Linh. Sau rất là nhiều năm thi công và xây dựng thì nay một nút hầm chui Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh từ hướng khu chế xuất Tân Thuận về hướng Bình Chánh, và mọi người cùng với Phước Sửu đi tham quan một vài cái tiêu điểm mà đốt hầm chui này thông xe nha. Ngay từ đầu giờ sáng sớm thì rất là nhiều cấp lãnh đạo và nhiều cơ quan báo đài và đơn vị thi công và những cái đội cảnh sát cơ động có mặt tại cung đường này để tham dự một cái lễ là thông xe. Rất là nhiều lưu lượng xe công, xe hơi và tất cả những xe sẽ đi qua đốt hầm chui sẽ giảm cái gọi là lượng lưu thông đi qua cái đốt Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh, làm cho hạn chế kẹt xe. Đây, như Phước Sửu và mọi người cùng đang có mặt tại cái hầm chui này. Thì sau cái lễ thông xe cái hầm chui này thì có khá nhiều xe cộ lưu lượng đi qua cái đốt hầm chui này, chứng tỏ nơi đây là đã được thông thoáng rồi và xe di chuyển khá dễ dàng. Thì Phước Sửu mong còn một cái nút hầm chui còn lại dự kiến thông xe vào cuối năm này thì sẽ được chủ đầu tư và tất cả các cấp lãnh đạo quan tâm xem xét và làm sao cái công trình này thi công nhanh hơn nữa để thông xe cái nút hầm chui còn lại, giúp cho tất cả việc di chuyển của người dân trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn, giúp cho khu Nam thông thoáng hơn, kết nối dễ dàng hơn với tất cả những quận huyện khác của cả nước. Và đặc biệt tại khu Nam có khá nhiều mà hiện tại có khá nhiều xe cộ người dân di chuyển qua lại để về khu vực Nhà Bè, nên cái việc thông xe của hầm chui Nguyễn Văn Linh là Nguyễn Hữu Thọ là một cái động thái rất là tốt. Và quý anh chị nhà đầu tư, khi mà quý anh chị nhà đầu tư quan tâm đến những bất động sản tại khu Nam thì quý anh chị nên mua bất động sản ngay từ bây giờ. Có khá nhiều bất động sản còn đang ở một mức giá thấp và có khá nhiều dự án đã chuẩn chỉnh giấy phép và sẽ mở bán trong thời điểm này. Quý anh chị quan tâm hãy inbox ngay cho Phước Sửu để Phước Sửu sẽ chi tiết cho quý anh chị nhiều cái sản phẩm khá tốt để quý anh chị đầu tư. Có khá nhiều sản phẩm mà mua thứ cấp và sơ cấp, và có một sản phẩm thứ cấp hiện tại đang mở bán và cho booking hiện nay, đó là căn hộ Essentia Stay của chủ đầu tư Phú Long, với một mức giá rumor cực kỳ hấp dẫn và một cái tiến độ thanh toán khá tốt. Để thông tin nhiều hơn về cái căn hộ Essentia Stay thì quý chị inbox ngay cho Phước Sửu nhé. Và đặc biệt Phước Sửu cũng có khá nhiều những cái sản phẩm thứ cấp như là khu GS Nhà Bè, GS Metro City đó quý chị, rồi có những sản phẩm La Villa, Nay Sau, Làng Đại Học, và có khá nhiều cái sản phẩm căn hộ như là Sunrise Riverside, Sài Gòn South, rồi khá nhiều cái căn hộ trung cấp và cao cấp như là Seletaride, rất là nhiều căn hộ và rất là nhiều sản phẩm nhà đất. Quý chị cần thấy thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu nhé, và đừng quên like, subscribe kênh của Phước Sửu để nhận về nhiều video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.